shipper, mày làm gì mẹ tao? Bị điên à? Mẹ con ngất giữa đường, tôi định mang đi bệnh viện, con có biết không? Mẹ trắng mặt bị ngất, may có hai cô cậu này giúp, sao con hồ đồ vậy khuyên? Ôi vậy hả mẹ? Con xin lỗi. Tôi khốn nạn quá, tôi thật sự xin lỗi. Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đưa bác đi bệnh viện đã nhá. Hôm nay mày thi thố như nào đấy? Con thất bại rồi mẹ ạ. Thất bại ở mặt mày chơi chơi rồi thế ạ? Vâng, mẹ dạy con là thất bại là mẹ thành công còn gì. Thất bại là mẹ thành công còn gì. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Duy. Dạ. Em hãy điền tên cho tôi vào câu thơ này. Dạ thưa thầy, đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là quái. Em là quái. Ai ốt đi mà. Anh em phỏng vấn cái. Lại là mày à? Dạ vâng. Mày phỏng vấn đi. Dạ. Thế bây giờ nếu anh bị một đàn hổ đuổi trong một khu rừng mà trên người anh không có một món vũ khí nào cả thì anh tính làm gì? Lúc đấy á, tao sẽ lém vào người đàn hổ đấy. Hả? Không có vũ khí, tao lại ở đấy. Yên tâm ấy, lúc ấy hổ nó đuổi, sợ quá, tự khắc có thêm ạ. Tự khắc có thêm ạ. Đi. Đúng là sợ vãi có thật các bạn ạ. Chào cậu, thế cậu làm nghề gì? Dạ, cháu làm bác sĩ bác ạ. À, khá quá nhở. Thế là từ giờ, con gái tôi mà có ốm đau mổ xẻ gì là có cậu rồi phải không? Thế cậu làm khoa nội hay khoa ngoại? Dạ, cháu làm khám nghiệm tử thi bác ạ. Cháu làm khám nghiệm tử thi bác ạ. Ai ốt đi mà. Sao em lại đánh tôi? Thích ơi, làm sao? Anh hứa sẽ cho tôi một cuộc sống như phim cơ mà. Vậy không nói với cả cô, phim đấy là phim trưởng đấy. Là phim trưởng đấy. Ai ốt đi mà. Em phỏng vấn anh một câu được không ạ? Em phỏng vấn đi. Không biết là bây giờ anh đang làm nghề gì vậy ạ? Anh đang làm chủ tịch em ạ. Ui, thì tức là anh có thể làm được tất cả những gì anh muốn đúng không ạ? Đúng rồi em, anh có thể làm được tất cả những cái gì anh muốn. Nhưng mà mãi mãi anh không làm được một thứ em ạ. Thứ gì ạ? Đó chính là làm người yêu của em đấy. Làm người yêu của em đấy. Mẹ thả đi không? À, đi mẹ. Hình tròn. Hình vuông. Hình tam giác. Hình như tôi chiều các em quá nên các em xin hư đúng không? Nhưng mà không sao, các em thích là được. Em là của anh. Em ơi, em là người yêu của anh nhá. Anh không thuộc gu của tôi. Thế gu của em là gì? Gu của tôi không rượu bia, không thuốc lá, không đua xe, đi ngủ lúc 9 giờ và dậy lúc 5 giờ. À, thì anh biết về cái người mà thuộc gu của em ở đâu đấy? Ở đâu? Ở trong tù của em ạ. Ở trong tù của em ạ. Ai ốt thì mà. Anh Duy, tại sao lại ly dị vợ? Chỉ nếu của vợ tao càng ngày càng kém mày ạ. Kém như nào? Mỗi khi gặp trai đẹp ý, vợ tao toàn quên mất rằng vợ tao đã có chồng mày ạ. Vợ tao toàn quên mất rằng vợ tao đã có chồng mày ạ. Nani? Chủ quán đâu? Đây. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Tại sao trong bánh tôm của chúng mày, trong bánh lại không có tôm? Dạ, em xin lỗi ạ. Thế cho em hỏi là anh đã ăn suất cơm sinh viên bao giờ chưa ạ? Tao ăn rồi. Vậy cho em hỏi là trong suất cơm sinh viên ạ, có con sinh viên nào không hả anh? Có con sinh viên nào không hả anh? Ai ốt đi mà. Cô kia có mù à? Em làm cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Cô đi nhanh như thế chẳng may Anh Duy ơi. Gì đấy? Hôm qua ấy, có một con rùa lọt vào tầm mắt của em ấy. Em mất 15 phút móc nó mới chịu ra anh ạ. Ăn thua gì? Hôm qua vợ mày còn lọt vào tầm mắt của tao ấy. Tao còn mất 20 phút móc mãi em vợ mày mới chịu ra đấy.
tao còn mất 20 phút mọc mãi em vừa mày mới chịu ra đấy. Ai hốt thì mà. Anh em phỏng vấn anh một câu được không ạ? Mày phỏng vấn đi. Nếu bây giờ có một người bỏ ra cho anh 10 triệu để anh ăn thì anh có ăn không? Cái gì cơ? Thằng Hào! Thằng Hào! Mày còn là gì? Bố mày ăn trộm phá sản đi thôi. Bố mày ăn trộm phá sản đi thôi. Ai hốt thì mà. Mẹ ơi. Gì đấy? Mẹ sẽ không phạt những thứ mà con không làm đúng không hả mẹ? Ừ, thế mày không làm cái gì? Con không làm bài tập về nhà mẹ. Con không làm bài tập về nhà mẹ. Làm thơ phải tránh vần ồn để không động đến cái. Em thưa thầy, bạn Zero thả bom ạ. Gì? Dạ. Giờ sổ ra, cho nó một điểm. Dạ thưa thầy, cho vào mục nào hả thầy? Cho vào mục kiểm tra miệng. Cho vào mục kiểm tra miệng. Ai hốt thì mà. Hôm nay mày thi lại như nào đấy? Con sai có mỗi một câu thôi mà mẹ. Sai mỗi một câu, có thật không? Thật. Sai một câu còn lại bỏ trống mẹ. Sai một câu còn lại bỏ trống mẹ. Mẹ ơi. Gì đấy? Sáng nay á, lúc con đi xe buýt cả bố ấy mẹ, con đã nhường chỗ cho một cô đấy mẹ. Thế á, đấy là việc tốt đấy con ạ. Thế con ngồi ở đâu mà lại nhường chỗ cho cô ý? Con ngồi ở trên đùi bố mẹ. Con ngồi ở trên đùi bố mẹ. Ai hốt thì mà. Duy. Dạ. Nhà em có ai yêu động vật không? Dạ, cả nhà em ai cũng yêu động vật thầy ạ. Vậy à, thế em kể cho tôi nghe xem nào. Em thì yêu chó, mẹ em thì yêu mèo thầy ạ. Thế còn bố em thì sao? Mẹ em bảo là bố em yêu con hồ ly tinh ở trên đầu phố thầy ạ. Bố em yêu con hồ ly tinh ở trên đầu phố thầy ạ. Ai hốt thì mà. Mày lại thi trượt đúng không? Vâng. Mẹ nó còn vâng được à? Nhưng mà con phát hiện ra một khả năng đặc biệt của mình mẹ. Thế khả năng đặc biệt của mày là gì? Khả năng ngoại cảm mẹ. Ngoại cảm á? Thế cụ thể là như thế nào? Là con biết chắc kiểu gì mình cũng thi trượt mẹ. Là con biết chắc kiểu gì mình cũng thi trượt mẹ. Tại sao lại một điểm? Con... Mày có hiểu câu hỏi của thầy giáo không? Dạ có ạ. Con hiểu câu hỏi của thầy giáo. Nhưng thầy giáo không hiểu câu trả lời của con mẹ. Con hiểu câu hỏi của thầy giáo. Nhưng thầy giáo không hiểu câu trả lời của con mẹ. Anh Duy. Gì đấy? Nếu bây giờ em hôn người yêu của anh ấy thì anh có coi em là bạn nữa không? Dĩ nhiên là không rồi. Thế anh coi em là gì? Coi như hòa em ạ. Coi như hòa em ạ. Ai hốt thì mà. Con trai. Dạ. Lúc mà mẹ quát con thì con làm gì cho hết giận? Con đi gọi nhà vệ sinh mẹ ạ. Gọi nhà vệ sinh mà cũng hết tức giận á? Vâng. Con đi gọi nhà vệ sinh bằng bàn chải của mẹ mà. Con đi gọi nhà vệ sinh bằng bàn chải của mẹ mà. Mẹ ơi, con có một tin cực kỳ vui dành tặng cho mẹ đây. Tin gì đấy? Mẹ có nhớ lần trước ấy, mẹ hứa với cả con là nếu như con lên được lớp, mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp điện mới không? Có. Mẹ thích rồi nhá. Lần này con đã tiết kiệm được cho mẹ một khoản tiền lớn rồi đấy. Lần này con đã tiết kiệm được cho mẹ một khoản tiền lớn rồi đấy. Mẹ ơi, sao đầu bố ít tóc thế hả mẹ? Tại vì bố mẹ thông minh đấy. Thế tóc mẹ dài có nghĩa là mẹ không thông minh hả mẹ? Thế tóc mẹ dài có nghĩa là mẹ không thông minh hả mẹ? Mẹ ơi. Gì? Không làm mà đòi có ăn thì ăn gì hả mẹ? Không làm mà đòi có ăn ý thì chỉ có ăn bánh sinh nhật thôi. Không làm mà đòi có ăn ý thì chỉ có ăn bánh sinh nhật thôi. Ai hốt thì mà. Con bảo mẹ rồi, 30.000 đô là 700 triệu. Tao bảo là 500. 700 triệu? Mẹ chẳng biết gì cả. Ừ, sai, nhưng mà tao đẻ ra mày. Ừ, sai, nhưng mà tao đẻ ra mày. Ai hốt thì mà. Mẹ ơi. Nè. Sao hôm nay mẹ xinh thế hả mẹ? Mẹ đẹp tuyệt vời luôn ấy. Tao không có tiền đâu, đi mà xin bố mẹ. À, mẹ về. Mẹ có mua trứng cho con không hả mẹ? Mẹ có mua trứng cho con hả mẹ? Trong
về đây trứng mới còn đòi cái gì nữa. Trong vở về đây trứng mới còn đòi cái gì nữa. Ai hốt thì mà. Dậy đi học cái thằng kia. Hôm nay con không được khỏe mẹ. Thế mày không được khỏe ở chỗ nào? Con không được khỏe ở trường học mẹ. Con không được khỏe ở trường học mẹ. Cuối cùng thì em cũng tìm được một người phụ nữ nguyện chết vì em rồi anh ạ. Khá quá nhờ. Thế con ở đây? Con bé hàng xóm. Thế nó bảo sao? Nó bảo là yêu mày á, tao thà chết còn hơn. Yêu mày á, tao thà chết còn hơn. Ai hốt thì mà. Cay thật anh ạ. Làm sao? Ngày hôm qua ấy, em gặp được một người phụ nữ em muốn yêu thương và che chở. Thì... thì sao? Thì em bị vợ em phát hiện anh ạ. Thì em bị vợ em phát hiện anh ạ. Ai hốt thì mà. Mẹ ơi, hôm nay con đi thi nhá, nằm chắc 9 điểm trong tay luôn mẹ ạ. Ui, con trai mẹ hôm nay giỏi thế. Vâng, nằm chắc 9 điểm trong tay, còn 1 điểm trên giấy mẹ ạ. Nằm chắc 9 điểm trong tay, còn 1 điểm trên giấy mẹ ạ. Mẹ ơi. Gì đấy? Thầy giáo dám bảo con đồng tính mẹ ạ. Sao lại thế? Thầy bảo con là học hành thế này thì gay rồi mẹ ạ. Thầy bảo con là học hành thế này thì gay rồi mẹ ạ. Ai hốt thì mà. Hôm nay mày thi thố như nào đấy? Con được 10 điểm mà mẹ. Mày cũng được 10 điểm? Vâng. 3 điểm toán, 3 điểm văn, 3 điểm anh và 1 điểm địa lý mẹ ạ. 3 điểm toán, 3 điểm văn, 3 điểm anh và 1 điểm địa lý mẹ ạ. Anh ơi, gì đấy? Theo anh, đàn ông và phụ nữ ai bẩn hơn? Đương nhiên là phụ nữ rồi. Sao lại thế? Tại vì từ bé đến lớn tao đã bao giờ được nhìn phụ nữ tắm đâu. Tại vì từ bé đến lớn tao đã bao giờ được nhìn phụ nữ tắm đâu. Ai hốt thì mà. Nếu như một hạt cát tượng trưng cho một lời chúc phúc, tôi sẽ tặng các em cả một sa mạc. Nếu như một giọt nước tượng trưng cho một lời chúc phúc, tôi sẽ tặng các em cả một đại dương. Duy! Dạ. Đối lại cho tôi một câu tương xứng với hai câu trên này. Dạ. Nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc thì em sẽ tặng thầy cả một vòng hoa thầy ạ. Nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc thì em sẽ tặng thầy cả một vòng hoa thầy ạ. Ai hốt thì mà. Em và người yêu mới chia tay xong anh ạ. Sao lại thế? Em cả nó không hợp cung hoàng đạo anh ạ. Thế mày cung gì? Em cung nhân mã. Thế nó cung gì? Cung cấp tiền anh ạ. Cung cấp tiền anh ạ. Ai hốt thì mà. Em cả người yêu mới chia tay xong anh ạ. Sao lại thế? Nó bảo em là đưa nó đến chỗ nào mà nó có thể khóc thật to. Thế mày dẫn nó đi đâu? Em dẫn nó đi đám ma. Em dẫn nó đi đám ma. Ai hốt thì mà. Anh Thiên ơi, có nước áo, tại sao lại không có nước quần hả anh? Mày bị điên à? Có nước quần thì làm sao mà có được nước Cuba? Có nước quần thì làm sao mà có được nước Cuba? Ai hốt thì mà. Nhạy. Rồi, là hai loài động vật hoạt động về đêm. Duy. Dạ. Em cho thầy biết, còn con nào hoạt động về đêm nữa? Con ma thầy ạ. Con ma thầy ạ. Ai hốt thì mà. Duy. Dạ. Thầy có 10 cái kẹo, cộng 13 cái kẹo. Hỏi, thầy có gì? Dạ, thầy có bệnh tiểu đường ạ. Thầy có bệnh tiểu đường ạ. Ai hốt thì mà. Thằng kia, mày đi đâu đấy? Con đi thi mẹ. Mày mà không làm được bài thì đừng về gọi tao là mẹ nữa. Hả? Một lát sau. Làm được bài không con trai? Mày hỏi tao đấy à? Màu tao đấy à? Bố ơi, con muốn cưới bà. Mày điên à? Đấy là mẹ tao. Thế bố cũng cưới mẹ con còn gì? Thế bố cũng cưới mẹ con còn gì? Ai hốt thì mà. Gì? Dạ. Sao số 8 là gì? Dạ số 9 ạ. Sao số 9? Dạ số 10 ạ. Sao số 10? Dạ ZQK thầy ạ. ZQK thầy ạ. Ai hốt thì mà. Mẹ ơi. Gì đấy? Năm học tới mẹ không cần phải mua sách vở cho con đâu mẹ ạ. Ui, con đã học bổng à? Không, con ở lại lớp mẹ. Con ở lại lớp mẹ. Ai hốt thì mà.